Hey, xin chào các bạn. Có lẽ giờ này thì hầu hết mọi người đang đi bão. Và tôi cũng vừa thoát bão về đến nhà. Hôm nay một trận bóng khá là hay. Việt Nam với tỷ số 2-1 trước Philippines. Tuy nhiên thì tôi vẫn cố gắng về nhà. Cũng không sớm nữa, 12 giờ rồi. Nhưng tôi sẽ cố gắng làm một vài video để kết thúc phần học HTML như đã hứa với các bạn là sẽ kết thúc trong tuần này. Và sau cái loạt video này thì các bạn sẽ có thể xây dựng được một website với HTML cơ bản. Đó, không cần sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài HTML là chúng ta có thể xây dựng được một trang như ý muốn. Ok. Thì tiếp tục ở bài này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một thẻ khá là hay dùng ở trong HTML, đó là thẻ danh sách. Thì có hai loại, đó là thẻ danh sách bất tuần tự và thẻ danh sách tuần tự. Thì đối với thẻ danh sách bất tuần tự thì nó là cú pháp của nó là như thế này, thẻ UL. Và trong thẻ UL thì nó sẽ có một nhóm thẻ nữa, đó là thẻ LI. Thì trong UL này nó sẽ có rất nhiều các thẻ LI và nội dung nó chỉ được thể hiện ở trong LI thôi, còn ở bên ngoài UL thì chỉ có thẻ LI. Các bạn nhớ nhé, sau UL này thì bên trong nó chỉ có thẻ LI thôi, không có bất kỳ thẻ nào khác. Và trong LI thì mới bắt đầu có nội dung. Ví dụ đây tôi để là nội dung một, có rất nhiều thẻ LI vì nó là danh sách mà, thì nó sẽ có rất nhiều thẻ LI đó. Và một loại danh sách nữa là danh sách tuần tự. Tuần tự thì nó bắt đầu là thẻ OL và bên trong OL nữa vẫn là LI đó, các bạn nhớ nhé, LI và bên trong LI thì là nội dung. Nội dung đó, và cũng có nhiều thẻ LI ở trong thẻ OL. Thì hai thẻ này khác biệt nhau như thế nào thì có lẽ là tôi sẽ chạy một ví dụ lên để các bạn nắm được sự khác nhau của nó. Đó, thì tôi sẽ tạo ra một thẻ, một trang, đó là trang thẻ danh sách .html. Đó, tôi sẽ định nghĩa cái trang này với tiêu đề là thẻ danh sách và tôi sẽ chạy hai cái thẻ lên để các bạn thấy được sự khác biệt. Tôi bắt đầu với thẻ tiêu đề H2 là thẻ danh sách tuần tự. Tuần tự đối với danh sách tuần tự nó là OL như tôi vừa giới thiệu đó, và bên trong OL sẽ là thẻ LI để thể hiện nội dung của danh sách, ví dụ như danh sách 1, danh sách 2, danh sách 3 và cuối cùng là danh sách 4. Tôi có 4 cái danh sách như thế này và tôi tạo ra một thẻ danh sách bất tuần tự. Đó, thì tôi sẽ copy cái ở trên xuống và thay thay bằng cái thẻ gốc của nó chính là OL chuyển thành UL. Đó, danh sách bất tuần tự các bạn nhé. Bây giờ tôi chạy nó thử lên thì các bạn thấy là sau khi tôi chạy lên thì các bạn thấy có sự khác biệt. Đối với danh sách tuần tự thì các bạn nhìn thấy số thứ tự của nó này. Số thứ tự ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ tăng dần đều từ 1 cho đến n, nếu mà thêm một phần tử nữa vào thì chắc chắn nó sẽ tự động nó tăng lên cộng thêm một. Đây các bạn nhìn thấy nó cộng thêm một, có nghĩa là cái danh sách tuần tự thì số thứ tự của từng thẻ nó sẽ bắt đầu từ 1 và tăng đến n các bạn ạ. Đấy là quy luật của nó. Còn đối với danh sách bất tuần tự thì các bạn nhìn thấy đây, nó không có cái thứ tự nào cả và nó được thể hiện bằng một cái dấu chấm đen như thế này. Đó. Thì đây là cái sự khác nhau căn bản của danh sách bất tuần tự và danh sách tuần tự. Thì hai thẻ này
thường được dùng khi chúng ta tạo menu. Các bạn nhớ nhé, khi chúng ta tạo menu thì chúng ta sẽ dùng hai thẻ này, và đặc biệt là thẻ danh sách bất tuần tự, chúng ta sẽ dùng nó rất nhiều trong việc tạo menu hoặc là tạo ra các danh sách tin tức đó. Thì sự khác nhau cơ bản của nó là một cái là nó đánh chỉ số từ 1 cho đến n và một cái là 0. Các bạn nhớ cho mình như vậy. Còn cú pháp của nó thì như thế này, rất đơn giản, nội dung của từng thẻ ở bên trong đều là li và chỉ khác nhau với thẻ tra ul và ol đó. Thì ở bài này mình sẽ kết thúc video ở đây. Các bạn hãy thực hành nó ở trên máy của các bạn. Chúc các bạn học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.